Cô thân ái chào mừng các con đã quay trở lại với khóa học lớp 5 của trang web olm.vn. Các con thân mến, gan là nội tạng lớn nhất của cơ thể, đóng vai trò vô cùng quan trọng. Nó được ví như nhà máy hóa chất với nhiệm vụ chuyển hóa chất dinh dưỡng và thanh lọc các độc tố. Tuy nhiên, gan có thể bị mắc nhiều loại bệnh do các tác nhân như vi khuẩn hay virus. Và một trong số đó chính là viêm gan A, một bệnh mà chúng ta sẽ tìm hiểu thông qua bài học ngày hôm nay nhé. Bài 15. Phòng bệnh viêm gan A. Trước tiên, cô mời các con theo dõi câu chuyện sau đây. Mấy tuần nay, cháu hơi sốt, kêu đau ở vùng bụng bên phải, gần gan, chán ăn. Chị cần cho cháu đi xét nghiệm máu. Có thể cháu bị viêm gan A do virus gây ra. Thưa bác sĩ, bệnh viêm gan A có lây không ạ? Bệnh này lây qua đường tiêu hóa. Virus viêm gan A được thải qua phân của người bệnh. Phân có thể dính vào tay, chân, quần áo, nhiễm vào nước và bị các động vật sống dưới nước ăn, có thể lây sang một số súc vật. Từ những nguồn đó sẽ lây sang người lành. Qua câu chuyện vừa rồi, các con hãy kể ra một số triệu chứng của bệnh viêm gan A. Chúc mừng các con đã trả lời đúng rồi đấy. Một số triệu chứng của bệnh viêm gan A như mệt mỏi. Khi gan hoạt động kém, các chất độc được giữ lại trong cơ thể, làm cho người bệnh cảm thấy mệt mỏi, khó chịu trong người. Triệu chứng tiếp theo là rối loạn tiêu hóa. Vì gan cũng tham gia vào quá trình tiêu hóa thức ăn, nên khi bị bệnh, vai trò này sẽ giảm đi. Khi đó sẽ xuất hiện một số dấu hiệu: chán ăn, buồn nôn, đau bụng nhẹ ở vùng bên phải, tiêu chảy, táo bón. Người mắc viêm gan A còn có thể bị sốt nhẹ, vàng da, vàng mắt, nước tiểu có màu vàng đậm, phân nhạt, chuyển màu xám xỉn. Triệu chứng ít gặp hơn là đau cơ, khớp. Chỉ khoảng 10% người mắc viêm gan A gặp triệu chứng này. Tuy nhiên, nếu triệu chứng này xuất hiện, thì bệnh đã chuyển sang giai đoạn nguy hiểm rồi đấy. Các con tiếp tục tìm hiểu và trả lời câu hỏi: tác nhân nào gây ra bệnh viêm gan A? Chính xác, viêm gan A do một loại virus lây nhiễm đến tế bào gan và gây viêm. Vậy, loại virus này lây truyền từ người này sang người khác thông qua con đường nào? Đúng rồi, đó là đường tiêu hóa. Viêm gan A được thải qua phân của người bệnh. Phân có thể dính vào tay, chân, quần áo, nhiễm vào nước và bị các động vật sống dưới nước ăn. Có thể lây qua một số súc vật, từ đó sẽ lây sang người lành. Bên cạnh đó, việc sử dụng chung các đồ dùng sinh hoạt cá nhân như khăn mặt, khăn tắm, bàn chải đánh răng với người bệnh cũng làm lây truyền viêm gan A đấy. Hiện nay, viêm gan A chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu mà chủ yếu dựa vào triệu chứng. Vì vậy, người mắc viêm gan A cần được chăm sóc, nghỉ ngơi, sử dụng thực phẩm giàu đạm, vitamin, tăng cường hoa quả tươi, giảm mỡ động vật, đặc biệt không uống rượu, bia, các chế phẩm có ảnh hưởng đến gan. Viêm gan A không gây tổn thương gan lâu dài. Trong hầu hết các trường hợp, người bệnh sẽ hồi phục hoàn toàn sau từ 1 đến 2 tháng điều trị. Tuy nhiên, đối với những người cao tuổi hoặc những người gặp những vấn đề về sức khỏe như tiểu đường, thiếu máu, suy tim thì bệnh có thể nặng lên và thời gian điều trị có thể kéo dài. Vừa rồi, các con đã xác định được tác nhân cũng như con đường lây truyền của viêm gan A. Vậy, chúng ta cần làm gì để phòng tránh căn bệnh này? Chính xác, để phòng tránh viêm gan A, chúng ta cần ăn thức ăn đã nấu chín, uống nước đun sôi để nguội, rửa tay bằng nước sạch và xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, giữ gìn vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường, không dùng chung các đồ vật sinh hoạt cá nhân. Một biện pháp vô cùng hiệu quả và quan trọng đó là chủ động tiêm vaccine phòng bệnh viêm gan A để giúp cơ thể chống lại virus gây bệnh. Như vậy,
qua bài học này, ta còn cần ghi nhớ về tác nhân gây bệnh, con đường lây truyền và cách phòng chống bệnh viêm gan A. Cảm ơn các con đã chú ý theo dõi nội dung bài giảng. Hãy truy cập trang web olm.vn để luyện tập và tương tác trực tiếp với video bài giảng. Đừng quên ấn theo dõi kênh Học Trực Tuyến OLM nhé! Cô thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các con trong những video tiếp theo.